cái tóc nó cái mùi thấy gì đó. Cả gia tài đất nước nằm đây nó đâu thấy đâu. Mở miệng ra ngáp á, thay đổi sức chứ nào có điều rồi. Tại nó ngộ rất rắc rắc. Mình về đường trong, không về đường ngoài nữa. Nhưng mà đi đâu ăn? Giờ muốn đi ăn đâu? Muốn về nấu lên đó. Vẫn lên bình thường mà. Giờ lên là lạnh.